Nhanh nào, có người đến. Mau nhìn xem, đó có phải là kỵ binh đã mất tích ở Lân Thành không? Không biết nữa, đợi họ đến gần rồi hỏi. Thái quân, các ngài từ đâu đến thế? Các cậu làm việc ở đâu? Chúng tôi là đội hiến binh Táo Trang, còn các ngài thì sao? Tốt lắm, chúng tôi là đội kỵ binh Lâm Thành, đến đây làm nhiệm vụ. Trông cậu làm như sắp mất mạng đến nơi vậy. Nghe nói có hai kỵ binh của quân đội Nhật mất tích, không phải là hai vị thái quân này chứ? Mất tích? Chúng tôi chỉ lạc đường thôi, còn vô tình bắt được mấy tên bát lộ phèn này nữa. Thái quân, cuối cùng cũng tìm thấy mọi người rồi, còn tưởng mọi người mất tích nữa chứ. Lần này chúng ta có thể về lĩnh thưởng được rồi. Khốn kiếp, chúng tôi lạc đường chứ không phải mất tích, các cậu mau cút về đi. Vâng thái quân, không có mất tích. Mở đường đi. Thái quân, đi thong thả. Quân đội đế quốc này muốn đi đâu vậy chứ? Lâm Thành, tất nhiên là đến Lâm Thành rồi. Không phải chứ, Lâm Thành không phải hướng này. Đây là đường đến xào huyệt của quân Bát Lộ ở đèo Bao Độc mà. Đúng vậy đó. Này Thái quân, mọi người lại lạc đường nữa rồi. Không phải đường đến Lâm Thành đâu, mau trở lại đi. Ông đây không có đi sai đường đâu. Nghe giọng nói thì có vẻ họ không phải là người Nhật. Đi, đi mau. Còn không mau đuổi theo. Đứng lại mau. Đi mau. Còn không đứng lại, bọn tao sẽ nổ súng đấy. Chạy mau. Đứng lại. Mau nấp vào. Đi thôi. Xông lên. Đi thôi. Mau đuổi theo. Đi. Hai người các cậu ngoan ngoãn một chút đi. Đứng dậy. Nghe đây, nếu họ có chuyện gì thì tôi sẽ xử hai cậu ngay. Anh Hoàng Nhị, anh mau nhìn đi. Cút đi. Đến rồi. Tôi thấy không rõ lắm, có phải hai người bọn họ không? Tôi thấy cái dáng đi đó rất giống anh Lê. Là đám người của anh Lê, phải không vậy? Anh Lê, anh Lâm, mau qua đây đi. Lại đây, anh Lê, mau vào đây đi. Anh Lâm, anh Lê, thế nào rồi? Đừng nhắc nữa, vừa mới đánh với mấy tên đặc vụ đó một trận. Vậy tiêu diệt được mấy tên đặc vụ đó chưa? Không có, nhưng tất cả đã bị hạ gục hết rồi. Giờ này còn đang nằm phơi ngoài đường đó. Bác trai, cảm ơn nhé. Hai người đi thong thả. Được, chúng tôi đi đây.
Đại đội trưởng, đúng là tức quá đi thôi. Đám quốc dân đảng tàn binh bại tướng này cứ như con rùa trên đảo Vi Sơn vậy, lại còn kiêu ngạo nữa. Đúng thật là, chị dâu Phạm nói đúng đó, bọn họ không khác gì nghịch quân cả. Cậu cho rằng xây dựng mặt trận thống nhất chống Nhật dễ dàng vậy sao? Nhưng cậu cũng thấy đó, đoàn trưởng thôi vẫn rất lịch sự với chúng ta. Lịch sự gì chứ, ngay cả nước còn không mời. Đi thôi. Không ổn rồi, có biến, bắn cho tôi. Đừng để chúng chạy, đuổi theo cho tôi. Đây không phải tên đặc phái viên vừa nãy sao? Khốn nạn, không bắn quân Nhật mà bắn chúng ta, này thì bắn này. Xông lên cho tôi. Chú ý ẩn nấp. Anh Hùng, anh bị thương rồi. Đi thôi, rút qua bên kia. Anh Hùng, tôi cõng anh đi. Không được để chúng chạy, đuổi theo cho tôi. Rút lui. Anh Hùng, từ từ thôi. Cẩn thận đó. Mau đuổi theo, anh Hùng. Nhanh lên, đuổi theo. Phía bên kia, qua đó. Lưu Hùng, tôi thấy anh rồi. Mau đầu hàng đi. Tôi sẽ tha mạng cho anh em của anh. Đi qua bên này. Anh Hùng, mau đi thôi. Lục soát kỹ. Không được bỏ qua bất cứ nhà nào. Chị dâu ơi, Tiểu Phong. Anh Hùng, anh sao vậy? Chị dâu Phạm, anh Hùng, nằm đi đã. Anh Hùng, anh không sao chứ? Anh Hùng, làm sao đây chị dâu? Mau băng bó lại cho anh ấy đi. Lục soát kỹ. Không được bỏ qua bất cứ nhà nào. Chị dâu, đi theo tôi. Anh Hùng, mau lên nào. Lục soát từng nhà cho tôi, mau lên. Được rồi. Mau xuống đi. Mở cửa, tiếp tục gõ. Mở cửa đi, Tiểu Phong, chăm sóc cho đại đội trưởng nhé. Có động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài. Chị dâu, chị cẩn thận nhé, nhanh nào. Mở cửa ra. Mau mở cửa. Không mở cửa là tôi lấy mạng các người đó. Ra ngay đây. Ai thế? Mau mở cửa ra. Mở ra. Mau lên. Mở cửa ra. Tôi ra đây. Có chuyện gì vậy? Cai tổng.
Cai tổng, các anh làm gì vậy? Sao không mở cửa? Cai tổng, tôi đang ngủ mà. Các anh đập cửa, tôi phải mặc quần áo vào chứ. Làm tôi hết hồn. Tôi tưởng người Nhật tới. Tôi chưa cài cái khuy áo này lại. Vừa nãy có ai vào đây không? Cai tổng, không phải các anh tới sao? Ngoài chúng tôi ra còn ai nữa không? Cai tổng, nửa đêm rồi, đâu phải ban ngày đâu mà lê la tán dóc. Cai tổng, có phải quân Nhật đến không thế? Cai tổng, nếu quân Nhật tới đây, anh giúp chúng tôi đánh quân Nhật với. Quân Nhật đáng sợ lắm. Được rồi, chúng tôi đến đây để đánh quân Bát Lộ. Quân Nhật gì chứ? Cai tổng, anh nói gì vậy? Quân Bát Lộ, vừa nãy có hai tên chạy đến đây. Tốt nhất là cô giao chúng ra cho tôi. Đừng ở đây giả ngu với tôi. Cai tổng, anh vu oan cho tôi quá. Tôi thật sự không thấy ai cả. Lục soát cho tôi. Cai tổng, nhà tôi còn có trẻ em và người già, anh đừng làm họ sợ. Tốt nhất là chúng không ở trong nhà cô. Nếu để tôi tìm ra được chúng, tôi sẽ lấy mạng cả nhà cô. Đi. Cai tổng, Cai tổng, đây đều là quần áo, không có gì để tìm đâu. Cai tổng, anh đừng đập mà. Anh đừng làm con bé sợ mà. Ngoan nào, đừng khóc. Gì thế này? Lại đây, cầm nước đi. Bắt lấy con heo. Cái con này. Đứng im. Đợi đã. Bắt lấy nó. Chặn nó lại. Cai tổng, con heo này còn nhỏ, không có thịt. Đợi năm sau, nó lớn, anh dẫn các anh em tới đây, tôi mổ nó cho các anh ăn. Nói vậy nghe còn được. Vâng. Chặn nó lại, bắt lấy nó, cái con heo này. Cai tổng, anh xem đứa trẻ này bị làm sao vậy? Chảy nhiều máu như vậy. Đi lục soát nhà khác, rõ. Đi thôi, mau lên. Khốn nạn. Tên Lưu Hùng quả thật như vậy sao? Đúng vậy. Tôi theo lệnh của anh, tiễn anh ta xuống đảo. Ai mà ngờ, lại gặp phải mai phục của đám Lưu Hùng. Các anh em không chịu nổi nữa, phải đánh tự vệ. Không tin, anh hỏi hai người anh em này xem. Có phải vậy không? Đúng vậy, Lưu Hùng đã lấy mạng 7-8 người anh em của chúng ta, suýt nữa chúng tôi cũng mất mạng. Cái lũ khốn nạn này. Đoàn trưởng, anh đừng tin tên Lưu Hùng này. Anh ta hai mặt như vậy, tôi thấy anh ta không phải là người tốt đâu. Nhưng có vẻ như Lưu Hùng là một người nói nghĩa khí. Lúc các cậu tiễn anh ta đi, trên đường có xảy ra sai sót gì không? Sao anh ta lại làm như vậy chứ? Đoàn trưởng, anh còn không tin các anh em sao? Chúng ta chân thành hợp tác với anh ta, sao mà xảy ra sai sót được chứ? Tôi thấy Lưu Hùng muốn nhân cơ hội để tấn công đảo Vi Sơn thì có. Cái thằng khốn này. Truyền lệnh của tôi, lập tức dẫn người lên đảo tuần tra ngày đêm, nghiêm cấm đội phi hổ lên núi. Tên Lưu Hùng kia lấy danh nghĩa là kháng Nhật, nhưng muốn xử lý tôi, chiếm đảo Vi Sơn của tôi, không dễ đâu. Trả lời điện báo, theo dõi nghiêm ngặt, tùy cơ ứng biến. Rõ. Toshio, phát hiện đội phi hổ ở dương tập. Chị dâu, chị đi nghỉ ngơi đi. Chị đã chăm sóc anh ấy từ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Để tôi chăm sóc anh ấy cho. Tiểu Phong, cậu thông báo cho đội đi. Nhưng đại đội trưởng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi không yên tâm. Anh Hùng,
Anh Hùng, chị dâu đã chăm sóc anh cả ngày. Chị dâu Phạm, cảm ơn chị. Hôm qua tôi rất lo cho anh đã chảy rất nhiều máu. Tôi không phải tỉnh lại rồi sao? Đều tại tôi. Bùa hộ mệnh của tôi đâu? Anh Hùng, đây thật sự là bùa hộ mệnh của anh sao? Đúng vậy, cậu mở ra xem đi. Cái này là cái gì vậy? Đây là một lá cờ đảng, là lá cờ duy nhất của đội du kích đường sắt chúng ta. Thì ra là cái này. Mọi người đều tưởng đây là bùa hộ mệnh của anh. Đây chính là bùa hộ mệnh của tôi. Nó đã phù hộ tôi vượt qua kiếp nạn này. Anh Hùng, Cai Tổng, làm gì đó? Dạ, tôi đang giăng lưới, bắt cá, sau đó đem đến chợ bán. Thì ra là ngư dân. Dạ đúng. Cai Tổng, là cậu sao? Cô biết tôi sao? Mấy ngày trước cậu còn đến nhà tôi để bắt lợn con. Cậu quên rồi sao? Đúng rồi, bây giờ lợn con của cô đã lớn chưa? Sắp rồi, 2-3 tháng nữa thì có thể lấy thịt rồi đó. Đến lúc đó các cậu đến nhà tôi ăn thịt kho nhé. Được, tôi sẽ đến nhà cô. Cai Tổng, cậu đem con cá này về đi, dùng nó để làm mồi nhậu. Cậu cầm lấy. Được. Trời không còn sớm nữa, cô mau về nhà đi. Nếu đội phi hổ đến, chúng tôi lại phải đánh nhau. Súng đạn không có mắt đâu. Đi thôi. Tạm biệt cậu. Cai Tổng đi thong thả. Anh kéo nhanh lên được không? Có phải anh chưa ăn không? Nhanh lên. Anh trai, anh tốt bụng thật đấy. Chuyện gì thế này? Ai vậy chứ? Đỗ Lương, là anh. Có án mạng rồi, chạy mau. Có người thiệt mạng, chạy mau, có người mất mạng rồi. Bên này, đuổi theo. Không muốn sống nữa sao? Chạy mau đi. Nhanh đi. Cậu làm gì vậy hả? Không quan tâm, dù sao tôi cũng phải báo thù. Cậu điên rồi sao? Đứng lại. Nhảy qua đó đi, chạy về hướng nam. Anh Hùng tôi, nhanh nào. Mau chạy đi nhanh lên. Ông đây không chơi với tụi mày nữa. Đuổi theo, mau lên. Chạy mau đi.
mau tránh ra. Tránh đường đi. Đừng bắn mà. Xin anh đừng nổ súng. Chúng tôi là tù binh quốc quân, cũng là người Trung Quốc. Kẻ thù của bọn Nhật là bạn. Tự xử lý đi. Sau đó, chúng tôi chạy đến thôn Miêu. Là vợ chồng Phạm Lâm giúp chúng tôi chạy thoát. Vậy nghĩa là, vị ân nhân đoàn trưởng tôi tìm kiếm chính là anh, Lưu Hùng. Chắc chắn rồi. Dùng kim cắt để cướp tàu, đó là kỹ năng độc nhất của tôi. Tôi biết các anh đang nghĩ gì. Lần hai lên đảo Vi Sơn. Đúng, đúng đó. Có chuyện này, làm việc với đoàn trưởng thôi, sẽ nắm chắc phần thắng. Được, tôi sẽ đến đảo Vi Sơn một chuyến nữa. Bây giờ không được, vết thương của anh vẫn chưa lành. Yên tâm đi, tôi khỏe lâu rồi. Không tin, anh xem đi. Anh Hùng, anh cứ dưỡng thương thêm đi. Chính ủy, hay là để tôi đi. Tôi thấy như vậy được đó. Cứ để tôi đi đi. Nếu tôi không vận động một chút, chắc là chân tôi mốc luôn đó. Xem anh nói đùa kìa. Cho dù có thế nào, anh cũng phải dưỡng thương cho khỏe. Sau này có rất nhiều thứ nhờ vào anh. Anh không khỏi hẳn thì mọi người không yên tâm. Đặc biệt là chị dâu đó. Thằng nhóc này chỉ biết nói nhảm. Đại đội trưởng Vương Cường nói đúng. Sau này có rất nhiều chuyện cần đến anh. Anh thấy đấy, chính ủy đã đồng ý rồi. Anh Hùng, anh yên tâm đi. Tôi có thể xử lý việc này. Sao thế? Thanh Tùng, đi thôi, anh dẫn đường, giới thiệu cho tôi đi. Anh Cường, anh đột nhiên gặp đoàn trưởng của chúng tôi, có chuyện gì vậy? Không phải đã nói với anh rồi sao? Không có gì cả, làm quen thôi. Anh Cường, nếu không có gì, tôi nghĩ anh nên về đi. Anh Cường, bây giờ anh về thì vẫn còn kịp. Về gì mà về? Tôi đã đi đến đây rồi, còn lý do gì để về nữa? Không phải, anh sợ cái gì chứ? Anh Cường, để tôi nói thật với anh. Tính khí của đoàn trưởng không tốt lắm. Anh ấy không muốn gặp người của đội du kích đường sắt đâu. Tôi sợ lại có hiểu lầm gì đó. Không sao đâu, anh yên tâm đi Thanh Tùng. Đoàn trưởng sẽ không làm gì tôi đâu. Đi thôi. Thôi nào, đi đi. Được, không sao đâu. Đại đội phó của đội du kích đường sắt. Đúng, thưa đoàn trưởng, anh ấy tên Vương Cường, là bạn cũ của tôi. Hắn tìm tôi có việc gì vậy? Anh ấy nói, ngưỡng mộ sự tài giỏi của đoàn trưởng, nên muốn kết bạn với đoàn trưởng. Kết bạn sao? Lần trước, Lưu Hùng đến nhưng không đạt được mục đích. Hắn trở mặt thành thù, bắn lén sau lưng. Người của đội du kích đường sắt, kết bạn bằng cách đó sao? Tôi đang muốn tìm họ tính sổ đây. Giờ hắn tự tìm đến cửa. Đưa vào đây, đoàn trưởng. Đưa vào. Rõ. Đoàn trưởng, lần này đội du kích đường sắt đến, e rằng muốn mượn Kinh Châu lần thứ hai rồi. Nằm mơ đi. Hôm nay ông đây sẽ tiễn hắn lên trời. Đoàn trưởng, tôi đã dẫn người vào rồi. Anh là Thôi đoàn trưởng phải không? Ngưỡng mộ đã lâu. Giải xuống. Đoàn trưởng, chờ đã. Cầm lấy. Diêm Vương không mời mà cậu đã tự tìm đến cửa rồi. Cái gan của cậu cũng không nhỏ đâu. Đoàn trưởng thôi quá khen rồi. Gan của trời, gan của đất. Tôi can đảm vì có đồng đội. Ngàn con đường, vạn con đường, tôi chọn đi trên con đường bằng hữu. Tôi có gì mà không dám đến đây. Ăn nói nịnh bợ. Giải xuống. Vâng. Cậu cười cái gì? Tôi cười cái gì sao? Tôi cười vì trên đời này lại có một đoàn trưởng thôi, vong ân phụ nghĩa như vậy.
Anh Cường, Thanh Tùng, đói rồi chứ? Mau ăn đi, anh ăn tạm trước đi. Anh đoán đúng đó, tôi đói thật. Anh xem anh kia. Anh còn cười được. Tôi đã bảo không cho anh gặp đoàn trưởng rồi. Bây giờ thì hay rồi, còn bị nhốt lại. Đây, yên tâm đi, không sao đâu. Vậy mà còn không sao hả? Bình tĩnh, cứ bình tĩnh, không sao đâu. Như vậy đi anh Cường, tối đến tôi sẽ lén đưa anh ra thuyền, để anh rời khỏi đảo. Tôi thà mất đi trước đại đội trưởng này, chứ không thể bỏ mặc anh em mình. Không sao đâu, yên tâm đi, anh không cần phải lén đưa tôi đi. Tôi đoán, không chừng tối nay anh ấy sẽ đích thân tiễn tôi về. Đến lúc đó, anh sẽ lập đại công. Anh Cường, anh đang nói nhảm gì thế? Có phải nói nhảm không? Anh sẽ sớm biết thôi. Bánh tráng này ngon quá. Hắn dám mắng tôi vô ơn. Ông đây vô ơn từ khi nào vậy? Đoàn trưởng, hà cớ gì phải chấp nhận với chúng? Tôi thấy hắn ta cũng chỉ nói cho đã miệng thôi. Mắng tôi thì được, nhưng không được chà đạp nhân cách của tôi. Vậy thì lấy mạng hắn đi. Không được, sao tôi thấy chuyện này có gì đó không đúng? Chém đầu chỉ là chuyện chớp mắt. Có chuyện gì không đúng? Tại sao phải lấy mạng hắn? Hắn là đại đội phó đội du kích đường sắt của quân Bát Lộ thuộc Đảng Cộng sản. Sao cứ hễ nhắc đến Bát Lộ quân là đòi lấy mạng chứ? Tôi cũng vì muốn báo thù cho các huynh đệ. Hơn nữa, tiêu diệt hắn cũng để đội du kích từ bỏ ý định lên đảo nữa. Lấy mạng hắn sẽ chỉ gây thù với quân du kích. Người Trung Quốc không hại người Trung Quốc, nhưng họ đánh lén sau lưng hại anh em chúng ta. Nói vậy cũng không được, là họ mong hợp tác với chúng ta. Làm sao có thể đánh lén được? Đầu óc anh sao thế? Tôi đây là đặc phái viên của chính phủ quốc dân. Xem ra có tiếng mà không có quyền rồi. Chuyện nào cần thì quản, chuyện không cần thì đừng quan tâm. Bây giờ mọi chuyện trên đảo Vi Sơn này vẫn do tôi quyết định. Lần trước, Lưu Hùng may mắn trốn thoát. Lần này, tuyệt đối không thể thả Vương Cường đi nữa. Nhưng đoàn trưởng không lên tiếng, tôi cũng không dám làm. Nhanh tay thì được, chậm tay thì mất. Cậu một mình đưa hắn ra sau núi, rồi lặng lẽ thủ tiêu hắn. Vậy nếu đoàn trưởng trách tội thì sao? Anh ấy trách tội, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu làm sạch sẽ cho tôi là được. Vâng. Đoàn trưởng, tôi cầu xin anh đó, thả bạn tôi ra đi. Là tôi đưa anh ấy lên đảo. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi ăn nói thế nào với các anh em đây? Đoàn trưởng, đoàn trưởng, người bạn này của tôi thật sự là một người tốt, tuyệt đối chưa từng làm chuyện xấu gì hết. Nếu anh không tin, anh cứ việc ra ngoài nghe ngóng thử. Người tốt sao? Đoàn trưởng, nhắc đến Vương Cường này, ở Táo Trang Lâm Thành, không ai là không biết. Đối xử bạn bè thì vô cùng trượng nghĩa. Nếu như anh đói mà anh ấy có một bát cơm thì chắc chắn sẽ chia cho anh một nửa. Còn nhắc đến việc đánh Nhật thì càng chẳng cần phải nói. Đoàn trưởng, anh biết vụ đánh cửa hàng Tây không? Vụ đó là anh ấy dẫn đội làm đó. Đỉnh không cơ chứ? Cũng thú vị đó. Đoàn trưởng, chẳng phải anh bảo tôi đi nghe ngóng chuyện người dùng kìm cắt sao? Tôi đã nói với anh ấy rồi. Nghe ngóng được gì chưa? Tạm thời thì vẫn chưa. Chưa có thì cậu nói với tôi làm gì? Đoàn trưởng, anh đừng vội. Điền Thanh Tùng tôi dù sao cũng lăn lộn ngoài kia lâu như thế rồi. Nếu nói đến vụ trên tàu hỏa đó thì ngoại trừ Lâm Thành ra chỉ còn lại Táo Trang thôi. Đoàn trưởng, tôi nói thật, tôi nghe ngóng ở Lâm Thành rồi, không có ai dùng thứ đó cả. Vậy thì chỉ có thể là do anh em ở Táo Trang làm thôi. Mà người anh em này của tôi lại cũng ở Táo Trang cơ. Với lại anh khổ cực tìm kiếm bấy lâu nay, nghĩ thử xem, anh trừ khử anh ấy rồi thì biết đi đâu nghe ngóng về ân nhân đây. Cậu cũng hay lắm, ở đây đợi tôi để nói mấy cái này. Có điều, tôi thấy bạn cậu cũng ngạo mạn lắm đấy. Dám mắng ông đây vong ân phụ nghĩa. Ông đây vong ân phụ nghĩa khi nào? Đoàn trưởng, anh lớn hơn, đừng chấp nhất kẻ nhỏ. Anh ấy cũng chỉ nói bừa thôi. Nói bừa? Nói bừa thì phải trả giá. Đi với tôi một chuyến. Đoàn trưởng,
gặp mặt người anh em của cậu. Chỉ cần cho tôi một lý do thuyết phục, để tôi tâm phục khẩu phục. Hôm nay tôi sẽ thả cậu ta đi. Đứng dậy đi. Sao? Đoàn trưởng của các anh mời tôi qua đó hả? Đoàn trưởng mời anh. Anh xuống âm tào địa phủ mà nằm mơ tiếp đi. Đi mau. Được rồi, đi thôi. Nằm yên. Anh cũng chỉ được đến thế thôi. Vậy mà cũng dám tới đây ra vẻ với tôi. Nói mau. Ai phải anh tới? Nói. Nếu không thì tôi cho anh ăn đạn. Nói. Tôi nói. Là đặc phái viên sai tôi tới. Đặc phái viên. Đứng dậy. Vâng. Này. Xin lỗi nhé anh bạn. Không có ý gì khác. Chỉ sợ anh sẽ nổ súng sau lưng tôi thôi. Đi, đi gặp đoàn trưởng của các anh. Đoàn trưởng, mở cửa ra. Đoàn trưởng muốn gặp người bạn ấy của tôi. Chuyện này. Cái này, làm cái gì vậy? Lê ma lê mê, còn không mau mở cửa. Dạ vâng. Cậu cũng gan quá nhỉ. Người mà tôi nhốt lại, cậu định dẫn đi đâu đấy? Đoàn. Đoàn, đoàn gì mà đoàn? Nói cho rõ ràng coi. Báo cáo, đặc phái viên muốn thẩm vấn, bảo tôi dắt qua đó. Có cái rắm. Người tôi nhốt liên quan gì đến cậu ta? Áp giải đến trung đoàn. Vâng. Anh Cường. Đúng là một tên cứng đầu. Đoàn trưởng thôi, tôi đến địa bàn của anh, dù sao thì cũng là khách. Đến cả ghế ngồi cũng không có sao. Anh có phải là hơi nhỏ nhen không? Nói đi, tôi vong ân phụ nghĩa thế nào? Hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tôi. Đoàn trưởng, anh coi là thật hả? Anh ấy nói linh tinh thôi, đoàn trưởng. Trước nay tôi chưa bao giờ nói linh tinh. Hay cho câu không nói linh tinh. Hôm nay cậu mà không thuyết phục được tôi thì đừng trách sao tôi nổ súng. Anh Cường. Anh mau nhận sai đi mà. Anh Cường. Đoàn trưởng thôi. Anh có còn nhớ cái đêm ngày mùng 8 tháng 9 hai năm trước không? Làm sao cậu biết được? Tối hôm đó anh em tôi đã leo lên một chiếc tàu, cứu được một nhóm anh em quốc quân ở trong một toa tàu. Sau đó còn đấu súng với quân Nhật nữa. Đoàn trưởng thôi, chuyện này anh vẫn còn nhớ chứ? Cậu là... Nhưng mà sau này các anh em đến địa bàn của đoàn trưởng thôi. Đoàn trưởng không những làm ngơ mà còn nhốt anh em chúng tôi lại. Anh thấy đoàn trưởng thôi anh có đúng là vong ân phụ nghĩa không? Thật sự là cậu sao? Làm người tốt ấy khó thật sự. Không nói thì anh sẽ canh cánh trong lòng. Nói rồi anh lại vẫn chưa tin. Thôi vậy. Đoàn trưởng thôi, thứ này anh còn nhớ không? Người đã cứu tôi lúc trên tàu còn nói một câu. Người đó nói, anh bạn, anh hãy tự cắt đứt dây thừng, xuống tàu đi. Ân nhân, xin hãy nhận của tôi ba lạy. Giữa chúng ta đâu cần phải làm thế. Ân nhân,
tối nay tôi chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, tạ tội với ân nhân. Đoàn trưởng thôi, anh cứ ân nhân mãi, tôi nghe thật sự không thoải mái. Hay là thế này, kết nghĩa anh em đi, anh lớn hơn tôi làm anh, tôi nhỏ hơn làm em. Anh thấy sao, vô tư. Sau này chúng ta sẽ là anh em. Nào, cạn. Nâng ly. Cạn. Xin mời. Mời ngồi, được. Người anh em, ơn tình cứu mạng, lớn không thể xiết, cả đời khó quên. Đại ca, anh khách sáo quá. Điền Thanh Tùng, cậu đấy, chuyện này cậu làm tốt lắm, tôi đây rất vui, không uổng công thu nhận cậu. Nào, uống một ly đi. Được. Cảm ơn đoàn trưởng, nâng ly. Anh Cường, anh cũng thật là, anh là ân nhân cứu mạng của đoàn trưởng, sao không sớm nói ra? Làm cả ngày nay tôi lo sốt cả vó. Tôi đến trước mặt đoàn trưởng, tốn không biết bao nhiêu nước bọt để xin xỏ cho anh đấy. Tôi ấy tin tưởng đại ca, chắc chắn là người thấu tình đạt lý. Với lại, đại ca anh xin đừng trách. Tôi ấy không nói ra là vì muốn thử lòng anh thôi. Người anh em, xin thứ lỗi. Chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Nào uống rượu. Cạn. Đại ca, vị này là... Đây là đặc phái viên Đỗ, được chính phủ quốc dân phái tới. Đặc phái viên Đỗ, ngưỡng mộ đã lâu. Đặc phái viên Đỗ, trông anh có vẻ không được vui lắm. Sao thế? Chia đội du kích đường sắt giống như tôi sao? Tôi nào dám. Đoàn trưởng thôi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Này, tính của cậu ta là vậy đấy. Người anh em, cứ mặc kệ đi, uống rượu thôi. Nào, đại ca, tôi kính anh. Đại ca, thật ra người cứu anh không phải tôi. Cậu lại cứ nói bậy nói bạ với tôi. Không phải cậu thì là ai? Mặc dù khi ấy tôi có ở đó, nhưng mà người cứu anh không phải tôi, là đại đội trưởng đội du kích đường sắt Lưu Hùng. Cậu đó không phải cậu sao lại mạo nhận? Vậy sao Lưu Hùng lại không tới? Chuyện này phải hỏi đại ca rồi. Tại sao Lưu Hùng không thể tới? Cậu đó đừng úp úp mở mở nữa. Lưu Hùng bị thương rồi. Lần trước lúc rời khỏi chỗ của anh, thuộc hạ của anh đã nổ súng. Nói bậy, rõ ràng là Lưu Hùng nổ súng trước, bắn mấy anh em của tôi. Đoàn trưởng thôi, anh tin được chuyện này thật sao? Đội trưởng Lưu Hùng chỉ dắt theo một người. Hơn nữa, lúc anh ấy rời khỏi chỗ của anh đâu có làm khó anh ấy. Lưu Hùng có lý do gì nổ súng chứ? Đoàn trưởng, còn chuyện này nữa, thuộc hạ của anh tại sao lại mai phục bên hồ, ngay cả trước khi Lưu Hùng lên bờ chứ? Còn có chuyện này. Người anh em, vì để tránh xảy ra tai nạn nữa, tôi sẽ để Điền Thanh Tùng dẫn một đội tiễn cậu đi. Cảm ơn đoàn trưởng thôi. Tạm biệt. Chúc cậu lên đường bình an. Xin chuyển lời đến đội trưởng Lưu Hùng, hôm khác sẽ đến cảm tạ. Được. Mời. Xuất phát. Nói, rốt cuộc tên nào nổ súng trước? Đoàn trưởng, là Lưu Hùng nổ súng trước thật mà. Đoàn trưởng, không nói thật đúng không? Vậy thì tôi sẽ bắn cậu trước. Đoàn trưởng, anh không phải tra tấn các anh em nữa. Người hạ lệnh bắn Lưu Hùng chính là tôi, không liên quan gì đến họ. Tất cả mọi trách nhiệm tôi gánh vác. Suýt chút cậu đã hại ân nhân cứu mạng của tôi rồi đó.
Sao tôi biết được Lưu Hùng là ân nhân của anh chứ? Không cần biết nữa, chuyện của tôi cậu khỏi lo, anh em của tôi cậu đừng động vào. Đoàn trưởng thôi, anh quá lời rồi. Bây giờ tôi biết chuyện rồi, đương nhiên không như trước nữa, chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Giải trừ hiểu lầm là được mà, tôi sẽ không để anh phải khó xử đâu. Cậu nói xem, giải trừ thế nào? Rất đơn giản, mời đám Lưu Hùng lên đảo một lần nữa. Chỉ cần anh có sự chân thành, bọn họ chắc chắn sẽ tới. Cậu nói thật chứ? Tất nhiên, tôi và anh đều làm việc cho Quốc Dân Đảng, có không hợp ý nhau cũng đâu thể cạch mặt nhau được, đúng không? Hơn nữa, nếu người đó đã là ân nhân của anh, tôi còn nói gì được nữa? Dù là đội du kích đường sắt hay là Đảng Cộng sản, lôi kéo lại cùng nhau chống Nhật là được mà. Anh thấy tôi nói có hợp lý không? Đúng là đặc phái viên có khác, giác ngộ tư tưởng tốt thật. Được, làm theo lời cậu đi. Đúng lúc, mấy ngày nữa là 15 tháng 8, tôi sẽ sai người đi gửi thiệp, mời họ 15 tháng 8 này lên đảo. Tôi phải bồi lễ tạ tội trước mặt họ và cùng bàn đại kế. Tôi đoán liên minh đã là chuyện chắc chắn. Hãy mau chóng lập kế, chờ lỡ thời cơ. Phải tận dụng cơ hội này, giăng một lưới bắt trọn đám cầm đầu của đội du kích đường sắt, ngăn chặn bọn chúng bắt tay, khống chế hoàn toàn đảo Vi Sơn, đảm bảo an toàn giao thông ở đoạn Lỗ Nam, tuyến đường sắt Tân Phú. Dạ. Anh Cao, không nói nữa, chuyện trước đây mình đừng nhắc lại nữa. Từ giờ chúng ta hãy cùng chung sức đánh bọn Nhật. Tất nhiên rồi. Anh Cao, anh đang nhìn gì vậy? Tôi đang xem thử đội trưởng Lưu sao giờ vẫn chưa đến nữa. Đúng đó, nhóm đội trưởng Lưu không biết có trục trặc gì trên đường không? Hay là chúng ta ra đầu thôn đón họ đi? Tôi cũng đang định làm thế, chỉ sợ thất lễ với hiển đệ thôi. Thất lễ gì chứ? Đi, cùng ra ngoài xem thử. Đứng yên. Đoàn trưởng thôi, vinh hạnh. Cao Chí Thành, đồ hai mặt nhà anh, ông đây đánh trận cả đời, không bỏ mạng nơi chiến trường mà lại rơi vào trong tay một kẻ ti tiện như anh. Tôi đúng là mù rồi, nên mới không nhận ra tên cẩu hán gian nhà anh. Đoàn trưởng thôi, đắc tội rồi. Tôi có lòng tốt lên đảo khuyên cậu, ai bảo cậu không biết thức thời. Anh em của ông đây sẽ không tha cho anh đâu, thuộc hạ của anh. Anh tưởng là đảo Vi Sơn vẫn còn thuộc hạ của anh sao? Bây giờ nếu theo như kế hoạch, hoàng quân của Nhật Bản đã đổ bộ lên đảo Vi Sơn rồi. Cao Chí Thành, đồ xúc sinh, cấu kết bọn Nhật giăng bẫy ông đây, chiếm địa bàn của ông đây, sát hại anh em của ông đây. Ông đây có làm ma cũng sẽ không tha cho anh. Bịt miệng hắn lại, Cao Chí Thành. Vâng, cái đồ xúc sinh, tôi sẽ không tha cho anh. Lão già ơi, lão già, anh Châu đến rồi. Cái gì? Tiêu rồi. Cậu ta đến đây giờ này làm gì? Anh Châu là ai? Cậu ấy là một người bạn của tôi. Kéo bọn chúng vào, không ai được nổ súng, tránh để Lưu Hùng phát hiện, làm hư kế hoạch. Đừng hòng ai được sống rời khỏi đây. Hôm nay là 15, Dương Tập chắc ăn lễ lớn lắm. Đang yên đang lành mà mọi người làm lỡ biết bao nhiêu thời gian. Lát nữa tới nơi người đông xe nhiều, xe mình không đi được thì tính sao? Lại còn lần đầu gặp mặt đoàn trưởng thôi, đến muộn thì còn ra thể thống gì nữa. Lát nữa tới nơi, chúng ta sẽ giải thích sau. Anh Hùng, anh và chính ủy đeo thắt lưng da này vào, trông ngầu ghê. Mai mốt, anh cũng làm cho chị dâu một chiếc đi. Được hết. Tiểu Lương, chạy nhanh hơn chút được không? Dạ được.
anh Cao. Sau này, cậu lại có thời gian tới đây thế. Mời. Hôm nay là lễ Tết mà, nên qua thăm anh, tám chuyện bánh trung thu thập cẩm tử tế năm đó. Tặng cho anh Cao nếm thử. Bánh ở đó nổi tiếng lắm, chỉ từng nghe qua, chưa từng ăn thử. Cảm ơn. Vậy thì anh phải nếm thử mới được. Nếu như đại ca thích, tôi sẽ bảo người mang đến thêm. Vậy phiền lắm. Người anh em, sau dịp lễ Tết mà cậu không về nhà vậy? Tôi độc thân một mình, đi đâu cũng là nhà. Hôm nay để tôi ở đây đón lễ với anh đi. Được, rất hoan nghênh cậu. Không có việc gì, nói tiếp đi. Anh Cao đúng là đại nhân đại lượng. Lần trước anh chẳng những không trách đồ đệ hư đốn của tôi, mà còn tặng cả một hộp đạn. Quả là một người có gia giáo tốt. Đều là người một nhà mà, đừng nói lời khách sáo. Đệ tử của tôi hiện đang làm việc ở chỗ đoàn trưởng thôi. Thật lòng vô cùng cảm ơn anh Cao. Cậu ta đi theo đoàn trưởng thôi sao? Đúng vậy, hiện tại tràn đầy nhiệt huyết, muốn đập bọn Nhật một trận, đi vào con đường chính nghĩa, tốt hơn nhiều so với việc mỗi ngày chơi với tôi. Rất hay. Đại ca, ở trong phòng là có. Không có, không có gì sao? Thật sự không có gì cả. Anh buông tôi ra. Tốt nhất đừng cử động. Súng này mà bắn thì chịu không thấu đâu. Cao Chí Thành, hóa ra anh mời Đảo Vi Sơn và đội đường sắt tới nhà anh ăn trung thu. Tất cả đều là bẫy sao? Anh cũng xảo quyệt thật đó. Người anh em, đừng trách anh Cao không cho cậu cơ hội. Thiên đường mở lối không ai đến, địa ngục cài then lại lấn vào. Vốn dĩ là không có việc của cậu, nhưng cậu tự nhiên lại đến đây, thật sự không thể trách tôi. Không ai được phép bắn. Thái quân đã nói rồi, không ai được phép bắn. Áp giải hai người bọn họ xuống. Vâng. Đồ ngu. Anh Hùng, đến nơi rồi. Chính ủy, chúng ta đi thôi. Khoan đã, sao vậy? Có gì đó không đúng. Hôm nay là lễ lớn, mọi người đi đâu cả rồi? Cô đang nghi thần nghi quỷ gì vậy? Đi thôi chính ủy. Anh Hùng, tôi cũng cảm thấy bầu không khí ở đây không bình thường. Một lễ lớn như vậy, tại sao không một bóng người? Chúng tôi đi giao thám đường trước, đề phòng bất chắc, lỡ như có chuyện không may xảy ra thì sao? Tuyết Mai, đi. Hai người làm gì vậy? Anh Hùng, quay lại cho tôi. Như vậy cũng được, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà. Hơn nữa, họ cũng thuận tiện hơn chúng ta, để bọn họ đi giao thám tình hình. Đuổi theo cho tôi. Vâng. Tiếng súng hình như là phát ra từ nhà Cao Béo. Tuyết Mai, cô mau về báo tin đi, không thể để bọn họ đến đây, tôi ở đây canh chừng. Nếu họ không nghe lời tôi thì sao? Vậy cô ở lại đây, còn tôi về báo tin. Được. Không để cậu ta chạy thoát, đuổi theo.
Đồ ngu. Tiếng súng vừa rồi chắc chắn đã làm Lưu Hùng cảnh giác. Vâng. Không được. Phải nhanh chóng đưa bọn chúng về đội hiến binh Lâm Thành. Vâng. Có chuyện gì? Nhà Cao Béo có tiếng súng. Xem ra đoàn trưởng Thôi gặp chuyện rồi. Chúng ta phải đi xem. Bây giờ Cao ra như một tấm lưới, chúng ta chui vào khác gì chui vào lưới đâu. Nhưng mà chúng ta phải đi cứu đoàn trưởng Thôi. Tuyết Mai đâu? Tuyết Mai đang canh chừng ở đó. Tôi quay lại báo tin trước. Mau chóng đi xem, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Đại đội trưởng, đại đội trưởng chính ủy, không xong rồi. Đoàn trưởng Thôi bị Mát Sư Ô giải đi về hướng Lâm Thành. Chúng ta đi đường vòng để chặn đánh đi. Lập mưu giải cứu đoàn trưởng Thôi. Được, hai người thông báo cho Vương Cường để cậu ấy mang đội đến Lâm Thành tiếp ứng cho chúng tôi. Đi thôi. Bắn. Xông lên. Cùng xông lên. Đoàn trưởng Thôi. Đoàn trưởng ơi. Đây là lão gia. Bẩm, chúng ta bị đội du kích mai phục. Vậy còn đoàn trưởng Thôi? Đoàn trưởng Thôi bị thương nặng lắm, không biết sống nổi không. Tôi liều mạng mới cứu được ngài Matsuo, mới có thể trốn về đây được. Như vậy cũng được. Đoàn trưởng Thôi chơi trò anh em với tôi, cuối cùng cũng rơi vào tay người Nhật Bản, chứ không phải do tôi làm. Lão gia, vậy người Nhật Bản có trách tội không? Người là bị cướp từ tay Matsuo mà, sao có thể trách tôi được? Và lại, đây cũng là một chuyện tốt. Tôi còn lo rằng đoàn trưởng Thôi sẽ ghi hận tôi, như vậy càng tốt. Được đội phi hổ cứu một mạng, tôi phải nhân cơ hội thuận nước để mà đẩy thuyền chứ. Lão gia, lão gia đúng là thông minh. Lâm Thành. Lần hành động này chúng ta không phí viên đạn nào. Chiếm đóng thành công đảo Vi Sơn, đã tháo được cái đinh đã luôn làm gai mắt chúng ta bấy lâu nay. Giải trừ được vấn đề lớn lâu nay chính là tuyến đường sắt Tân Phố. Tôi đặc biệt khen thưởng cho mọi người. Vâng. Nhưng mà, thưa tướng quân, chiến dịch lần này thực sự không thành công. Tại sao lại nói như vậy? Rất rõ ràng, mặc dù chúng ta đã chiếm được đảo Vi Sơn, nhưng hành động trong đại viện Cao Gia ở Dương Tập lại hoàn toàn thất bại. Đoàn trưởng Thôi trốn thoát, bọn Lưu Hùng hoàn toàn không bị mắc bẫy. Tướng Matsuo phụ trách chiến dịch lần này sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Matsuo, cậu nghĩ như thế nào? Thưa tướng quân, một tấm lưới lớn đã được bày trí kỹ lưỡng, chỉ chờ đợi để bắt lấy con mồi. Nhưng đột nhiên, có một con cá mập vô danh bơi đến, xé toạc tấm lưới. Tôi đã không lường trước được, nên là tôi chịu trách nhiệm về việc này. Mọi người đều nghĩ sai rồi. Chiến thắng của chúng ta là chiến thắng về mặt chiến lược, chứ không thắng về chi tiết. Tôi sẽ trao tặng cho Matsuo một tấm huân chương thiên hoàng để ghi nhận sự khôn ngoan phi thường của cậu ấy. Thưa ngài tướng quân, tôi có một yêu cầu. Nói đi. Tôi xin phép ngài giữ tấm huân chương này thay vì sẽ đeo nó lên. Tại sao? Chừng nào chưa tiêu diệt hoàn toàn đội du kích đường sắt trước khi bắt được bọn Lưu Hùng, tôi sẽ không đeo bất kỳ tấm huân chương nào. Tôi tôn trọng mong muốn của cậu. Cảm ơn. Hai người các vị đã đóng góp rất nhiều cho chiến dịch này.
Không không đáng kể, thưa tướng quân. Bây giờ, tôi chính thức tuyên bố Đỗ Dũng trở thành đoàn trưởng đoàn cảnh vệ đảo Vi Sơn. Cao Chí Thành trở thành huyện trưởng huyện Vi Sơn, đồng thời kiêm tư lệnh liên phòng dân đoàn khu vực hồ Vi Sơn. Tôi đây tài hèn học ít, chắc chắn sẽ dùng sức hèn mọn này tận lực làm tròn trách nhiệm đoàn trưởng Đỗ. Hình như cậu có ý kiến. Đỗ Dũng không có. Trước tiên, chúng ta để chính ủy tuyên bố cho chúng ta biết nhiệm vụ mới nhất mà cấp trên mới giao xuống. Nhiệm vụ mà tư lệnh Trương giao cho chúng ta chính là lấy lại đảo Vi Sơn. Tuyệt vời. Có các anh em của quân Bát Lộ giúp đỡ, lấy lại đảo Vi Sơn không phải chuyện khó nữa. Lần này chúng ta phải sửa đẹp bọn họ. Các anh em cũng nên ra ngoài hoạt động. Nếu không nhúc nhích nữa, gân cốt sẽ cứng hết đó. Đúng. Mấy ngày nay, chúng ta nên phái người đi nghe ngóng, hiểu rõ tình hình, mới có thể lên kế hoạch hành động cụ thể được. Đại đội trưởng Lưu, chính ủy, tôi hứa, chỉ cần lấy lại đảo Vi Sơn, tiêu diệt tên Hán gian Đỗ Dũng, tôi sẽ dẫn theo các thuộc hạ gia nhập vào đội du kích đường sắt. Tốt quá đi. Chào mừng anh gia nhập chúng tôi. Chào mừng anh. Sổ ghi chép. Cô gái này rất quen. Là vợ của chính ủy sao? Không phải, cô ấy là bạn gái của tôi. Giống quá đi. Thật sự rất giống. Giống ai vậy? Giống em gái của tôi. Tôi nhớ ra rồi. Hạ Hồng nói cô ấy có một người anh trai, cũng là một đoàn trưởng quốc quân. Đoàn trưởng Thôi, quê anh ở đâu? Thanh Đảo. Cái gì? Thanh Đảo? Tôi là người Thanh Đảo. Em gái của anh tên là Thôi Vân phải không? Đúng, tên là Thôi Vân. Thôi Vân, cô ấy chính là Thôi Vân, quê ở Thanh Đảo. Cha là chủ của một tiệm dệt may, sống ở khu phố cổ đường Cư Dung Quan. Anh ấy chính là anh của Hạ Hồng, là người anh làm đoàn trưởng của cô ấy. Hạ Hồng là tên sau khi cô ấy tham gia cách mạng. Em gái tôi đang ở đâu? Đoàn trưởng Thôi yên tâm, cô ấy rất khỏe. Cô ấy ở căn cứ địa đèo Bao Độc, gia nhập đội văn nghệ quân Bát Lộ. Em ấy có nói cha mẹ đang ở đâu không? Còn sống hay không? Họ đều không sao, họ đã đến Tế Nam sinh sống. Tôi còn tưởng gia đình tôi đã không còn nữa. Bây giờ tốt rồi. Chúng ta đã trở thành người một nhà. Đoàn trưởng Thôi, tôi... Chính ủy, sao anh còn gọi đoàn trưởng Thôi nữa? Hai người đã là người một nhà, anh phải gọi anh trai mới đúng, đúng không, đoàn trưởng? Đúng đó, gọi anh trai mới đúng. Anh trai. Được, em tôi làm mẫu đây, anh Lê. Anh nghe tôi nói. Bắn như vậy đó. Hai người hiểu chưa? Thật không? Mọi người mau lại đây. Tập đi nhé. Anh Lê, có chuyện gì vậy? Tôi đố các cậu. Đoàn trưởng Thôi có quan hệ gì với chính ủy? Quan hệ gì? Hai người họ có quan hệ gì chứ? Để tôi nói cho các cậu biết. Chính ủy gọi đoàn trưởng Thôi là gì? Gọi là đoàn trưởng Thôi chứ gì nữa. Đoàn trưởng Thôi gọi chính ủy là gì? Đoàn trưởng Thôi gọi anh ấy là chính ủy. Tôi nói cho các người biết, các người sai hết rồi. Thực ra, đoàn trưởng Thôi là anh rể của chính ủy. Chính ủy là em rể của đoàn trưởng Thôi. Người anh đoàn trưởng Quốc Dân Đảng của Hạ Hồng chính là đoàn trưởng Thôi. Vài ngày trước, chúng ta còn bàn luận chính ủy trước mặt cấp trên nữa. Nói anh ấy hẹn hò với con gái nhà tư bản. Nói anh ấy hẹn hò với em gái của đoàn trưởng Quốc Dân Đảng. Xong rồi, lần này chúng ta đều xong đời rồi, tiêu rồi. Ai ngờ hai người họ lại là họ hàng chứ. Nhưng mà như vậy cũng được. Cái này gọi là trái đất tròn, đều là người một nhà cả. Lần này lại liên minh đánh đảo Vi Sơn, không phải sẽ càng thân thiết sao? Đúng đó. Đáng ghét. Chúng ta đợi hắn cả ngày trời. Rốt cuộc hắn có muốn gặp chúng ta không? Là cậu đòi tôi dẫn cậu đến đây. Bây giờ thì la hét om sòm. Không thích thì về nhà đi. Tôi chỉ là hơi nôn nóng thôi. Anh chịu khó đi.
Đúng đó anh Lê, dù sao chúng ta cũng đang ở địa bàn của người ta. Kệ nó là địa bàn của ai, tôi không sợ, có gì thì lấy súng bắn hắn thôi, cậu im miệng cho tôi được không? Khẩu khí không nhỏ đó. Băng thuyền nhà họ Đoàn là nơi để anh gây sự sao? Xin thiếu bang chủ tha thứ, tính cách của anh em tôi là như vậy đó. Không biết bang chủ Đoàn có thể ra ngoài nói chuyện với chúng tôi không? Các người đi đi, băng thuyền nhà họ Đoàn chúng tôi không giúp Nhật cũng không giúp cậu, chúng ta không có gì để nói hết. Thiếu bang chủ, lần này chúng tôi muốn nhờ các người giúp đỡ cũng là vì an ninh của Hồ Vi Sơn. Băng thuyền nhà họ Đoàn tôi đời đời kiếp kiếp đều ở Hồ Vi Sơn, nó có an ninh hay không tự chúng tôi biết. Sao con người anh không biết tốt xấu gì hết? Đến khi quân Nhật tấn công, tôi coi anh làm sao? Lý Hoàng, đó là chuyện của băng thuyền nhà họ Đoàn, không cần các người bận tâm. Tiễn khách. Về đi, nhanh lên. Thiếu bang chủ, cái thằng khốn nạn này, hôm nay tao phải đập bể đầu mày. Coi trong đầu mày là cái gì? Anh Lê. Lê Hoàng, cậu dừng lại ngay. Cậu đừng đánh ngư dân, được rồi. Cậu dừng lại mau. Đừng đánh nữa. Làm tốt lắm, xử hắn ta cho tôi. Thiếu bang chủ, mau thả cậu ấy ra, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Dừng lại cho tôi. Đại đội trưởng Lưu, bang chủ Đoàn, đây chính là cách bàn bạc của Đảng Cộng sản các người sao? Không chịu nghe lời thì đánh người ta sao? Bang chủ Đoàn, tính cách của anh em tôi hơi nóng nảy, hy vọng ông có thể cho cậu ấy một cơ hội. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông. Niệm tình, cậu hạ lệnh không đánh ngư dân của tôi, tôi tha cho các cậu lần này. Nhưng nếu cậu muốn băng thuyền hợp tác với cậu, không bao giờ. Tông chỉ của chúng tôi là người không phạm ta, ta không phạm người. Băng thuyền nhà họ Đoàn vẫn còn năng lực bảo vệ ngư dân của Hồ Vi Sơn này. Các cậu đừng bận tâm nữa. Nhưng mà mấy người là đồ hèn nhát, chỉ biết lo cho chính mình. Ngư dân nhà họ Đoàn là ngư dân, còn những ngư dân khác thì đáng bị bọn Nhật sát hại. Ông tưởng bọn Nhật hiền lành hả? Sớm muộn gì băng thuyền nhà họ Đoàn cũng sẽ bị tiêu diệt. Lê Hoàng, cậu im miệng cho tôi. Đầu óc cậu bị ngập nước hả? Anh Hùng, tôi đâu nói sai, là họ không biết tốt xấu, không biết đúng sai, chỉ nghĩ đến những gì trước mắt. Bọn Nhật và Đỗ Dũng đã chiếm đảo Vi Sơn rồi, tiếp theo họ sẽ chiếm Hồ Vi Sơn, tiêu diệt băng thuyền của ông. Ông tưởng băng thuyền nhà họ Đoàn là kim trung cháo hay là thiết bố sam hả? Anh em chúng tôi là người ngoài, cũng không sợ hy sinh, sẵn sàng đuổi bọn Nhật ra khỏi đảo Vi Sơn. Chúng tôi chỉ mượn vài chiếc thuyền cũng không cho. Đỗ Lương nói các người nghĩa khí cái con khỉ. Anh Hùng, tôi thấy anh Lê nói đúng, bọn họ chính là đồ hèn nhát. Hai người im hết cho tôi, tôi về mới xử lý hai người. To gan, dám khinh thường băng thuyền nhà họ Đoàn của tôi. Được rồi, tôi sẽ cho các cậu một cơ hội. Bang chủ Đoàn, băng thuyền của tôi luôn tôn sùng sức mạnh, các cậu dám tỉ thí với chúng tôi không? Tỉ thí thì tỉ thí, ông tưởng tôi sợ ông sao? Đừng nói tôi không cho các cậu cơ hội. Băng thuyền nhà họ Đoàn đời đời kiếp kiếp sinh sống trên mặt nước, các cậu cử một người ra, chỉ cần nín thở lâu hơn, người của nhà họ Đoàn chúng tôi, thì tôi sẽ cho các cậu mượn thuyền. Nếu không, các cậu cút ra khỏi đây. Đây không phải là bắt nạt chúng tôi sao? Chúng tôi không giỏi lặn, sao thắng được ông chứ? Không đồng ý, không đồng ý thì đi về hết. Bang chủ Đoàn, tôi thấy chúng ta nên thương lượng lại. Không cần thương lượng, tỉ thí thì tỉ thí, ông tưởng tôi sợ ông hả? Lê Hoàng, cậu câm miệng cho tôi, đây không phải chuyện đùa đâu. Anh Lê, anh không biết bơi thì đừng tỉ thí với ông ấy nữa. Anh Hùng, nếu không tỉ thí, bọn họ chắc chắn sẽ xem thường chúng ta. Cho dù Lê Hoàng tôi đuối nước, cũng không thể để họ xem thường chúng ta. Đến đây đi, Lê Hoàng tôi không sợ ai hết. Đúng là nam tử hán, tôi tỉ thí với anh. Anh Lê, chúng ta đừng tỉ thí với họ, bắt đầu đi. Tôi phải cho các người xem sức mạnh của tôi đây. Mau qua đây xem đi. Anh Hùng, anh Lê không biết bơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cái thằng này còn cứng đầu hơn tôi nữa. Anh Hùng, anh Lê không được rồi, có bong bóng nổi lên kìa. Anh Lê, anh mau lên đây đi. Lê Hoàng, chúng ta không cần thuyền nữa, cậu mau lên đây đi.
Bang chủ Đoàn, chúng ta không tỉ thí nữa, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện đó. Ông bảo các anh em kéo cậu ấy lên đi. Người anh em của cậu đúng là một con người cứng đầu. Mau cứu anh Lê của tôi đi. Được rồi, kéo cậu ấy lên. Anh. Người anh em của cậu không chịu lên, còn kéo con của tôi. Cậu ấy đúng là một nam tử hán. Anh Lê, chúng ta không tỉ thí nữa. Lê Hoàng, cậu lên đây cho tôi. Tôi ra lệnh cho cậu. Lên đây. Mau lên đây, đưa tay cho tôi. Tốt quá đi. Là anh. Là anh lên trước. Anh thua rồi. Anh phải cho tôi mượn thuyền. Tôi cho anh mượn. Anh thắng rồi. Cứu người, Lê Hoàng. Bang chủ Đoàn, anh em của tôi, không sao chứ? Không sao, chỉ là mới tỉ thí xong nên có chút mệt thôi. Khuyên cậu ấy vào trong thuyền, ngủ một giấc là khỏi thôi. Cảm ơn ông. Không sao thì tốt. Đại đội trưởng Lưu, chúng tôi thua rồi. Tôi cũng rất khâm phục anh em này của cậu. Tôi là người giữ chữ tín. Tôi sẽ cho các cậu mượn thuyền. Đi thôi, chúng ta vào trong thương lượng.